Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ tập 28. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 142 Âm Dương Độn Dinh nhục của một cá nhân lẽ nào so với quốc gia lê dân còn quan trọng hơn chứ? Phí Mộng Thần cảm thấy chấn động. Cá nhân dinh nhục ư, nó chính là danh dự của một quân nhân. Triệu kiếm hồn cười bi tráng. Dù sao, những chuyện kiểu này có giải thích nửa người cũng không thể hiểu được. Ngươi là người trong quan trường, chức cũng không nhỏ, chỉ dưới một người nhưng mà trên dạng người, cho nên cũng không nhất thiết phải hiểu cái gì mà quân nhân dinh nhục. Cái mà ngươi quan tâm chính là cuối cùng kết quả thế nào thôi, có đúng không? Phí mộng thần tức giận cười, ngón tay chỉ về thiên hương thành nói. Vừa rồi, chắc ngươi cũng cảm nhận được chứ. Ngay cả ngươi có kém cỏi hơn một chút đi nữa chăng, thì cũng phải hiểu rằng nếu toàn bộ những cao thủ này mà tham gia chiến tranh thì chẳng mấy chốc thiên hương đế quốc có thể thống nhất đại lục rồi điều này đối với chúng ta chắc chắn là có thảm họa cái gì gọi là quân nhân dinh nhục bổn quốc sư tất nhiên cũng từng nghe qua nhưng mà như thế thì sao chớ nói những tên bị ta giết cho tới lúc chết cũng không biết là do ai trong lòng không chút hối hận mà coi như thế nào vì vũ đường ta nguyện làm tất cả và cũng tự cảm thấy không có thẹn với lương tâm triệu kiếm hồn đang đứng trên lưng ngựa giống như một cây thiết thương thẳng tắp nghe vậy quay đầu lại lạnh lùng nói không thẹn với lương tâm một tên chuyên cắn trộm người khác như ngươi mà cũng dám mở miệng nói câu này thật là không biết xấu hổ phải trái thế nào đã có người đời phán xét phí mộng thần bị hắn chọc cho đến tức nghẹn họng hai mắt nổ đom đóm đây là loại người gì vậy thật là chưa từng gặp qua cái tên nào nói chuyện khốn nạn như tên này. Mỗi lần mà nhắc tới loại chủ đề này, cả hai đều như dương cung bạc kiếm. Lão Phu, 10 năm qua, lúc nào cũng phải gào thét, tức muốn nổ phổi luôn. Trong khi đó, phía bên kia, một đội nhân mã cũng đang chậm rãi hành quân, từng bước ra khỏi thiên phạt xâm lâm. Trong đội nhân mã này, tất cả mọi người đều áo quần tơi tả, gọi là quần áo cho quai, chứ trên thực tế chúng cũng chỉ là mấy miếng giải chấp giá mà thôi, thậm chí có vài người còn phải lấy da thú mặc tạm. Thêm vào đó, tất cả bọn họ trên người đều chi chít vết thương, những vết sẹo đã lành cũng không dưới 10 cái. Nhìn qua, gần như là toàn thân, không có chỗ nào da thịt còn nguyên vẹn cả. Do vậy, có thể khẳng định rằng, mấy người này đã trải qua ranh giới sinh tử rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, còn có không ít người bị thương ở chân, đi khập khà khập khiển tuy nhiên vẫn rất kiên cường hành quân từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác tự lực cánh sinh gậy cũng chẳng thèm dùng thế vậy mà cũng vẫn phải theo kịp đoàn người không bị bỏ lại phía sau tuy là bọn họ thương thế đầy mình nhưng mà vẫn rất kiên cường đầy nghị lực trong mắt mỗi người thần quang sắc bén không có giảm đi một tẹo nào mà hoàn toàn ngược lại vì tất cả đều bị băng bó toàn thân cho nên đội ngũ gần 100 người trông vô cùng khảm hại. Tuy nhiên, mỗi nơi bọn họ đặt chân đến đều mang theo một cổ sát khí ngút trời. Quan sát kỹ hơn một chút, có thể dễ dàng nhận ra trên lưng của mỗi người, bất kể người đó là ai, dù có bị thương nặng đến mấy, đều mang theo một chiếc bọc rất lớn. Mỗi khi họ chạm tay vào những chiếc bọc đó, trên mặt ai nấy cũng không khỏi lộ ra một chút tự hào. Hiển nhiên, trong những chiếc bọc đó là toàn bộ chiến lợi phẩm của mỗi người tự tay săn được. Tất cả bọn họ đang kiên cường tiến thẳng về Thiên Hương Thành. Tuy là có chút chậm chạp, nhưng mà vô cùng ổn định, vững chãi. Mặc dù trong mắt của họ thoáng lên một chút vội vàng, gấp gáp, thế nhưng bước đi của mỗi người vẫn rất trầm ổn, nhịp nhàng, không có lộn xộn. Đây chính là 300 hộ vệ ngày trước được quân Mạc Tà đưa vào thiên phạt xâm lâm tiến hành tử vong huấn luyện. Mới có vài tháng ngắn ngủi từ một viên khoáng thạch tầm thường trải qua một đợt ma luyện bên bờ vực sinh tử, họ đã trở thành những khối thép tinh khiết đáng giá. Nếu như nói trước đây họ chỉ giống như một thanh đao chưa mài dũa, thì hiện tại chính là một thanh lợi đao sắc bén, sát khí ghê người. Ngay phía sau của bọn họ, ở sâu trong thiên phạt xâm lâm, đột nhiên có hai cái bóng đen nhảy mạnh lên không trung, mang theo tiếng gào thét chói tai rồi cực nhanh lao về phía Thiên Hương Thành. Tất nhiên cả đoàn người cũng chẳng kịp trông thấy rõ ràng đó là người hay thứ gì khác. Đơn giản chỉ thấy hai cái bóng đen mờ mờ thoát một cái đã biến mất không thấy tâm hơi. Trong khoảnh khắc, linh thức đánh lên bề mặt của Hồng Quân Tháp xuyên vào bên trong, quân mặt tà bỗng cảm giác trong kinh mạch có một trận biến động. Chỉ chớp mắt đã lan tràn khắp nơi, dòng chân khí đang lưu thông bình thường trong kinh mạch bất ngờ bạo tăng nhưng mà thoáng cái đã biến mất hoàn toàn tất cả đều bị hồng quân tháp hút đi sạch sẽ nhưng mà điều này cũng chẳng tồn tại lâu ngay lập tức linh khí từ hồng quân tháp lại như thủy triều cuồn cuộn tiến vào lấp đầy toàn bộ kinh mạch kế tiếp hồng quân tháp ngừng phát ra linh khí dòng chân khí đang vận hành trong kinh mạch lúc này nhảy mắt đã nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần quân mặt tà cũng cảm giác được so với ban đầu chân khí hiện tại càng nồng đậm hơn. Lúc này, khai thiên tạo hóa công của hắn đang ở trong bình cảnh của tầng thứ nhất, chỉ còn thiếu một chút duyên cơ nữa thôi, hắn sẽ trực tiếp đột phá tiến vào tầng thứ hai. Đối với người tu luyện khai thiên tạo hóa công với tốc độ tu luyện kiểu này, cho dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có kỳ tích như thế xảy ra. Hiện tại, với thực lực của quân Mạc Tà, nếu so sánh với cao thủ tu luyện quyền khí của quyền quyền đại lục, thì đã sớm đột phá cửu phẩm đại quan, trực tiếp trở thành ngân phẩm trung giai, nhưng mà nếu nói về công pháp cùng kỹ năng chiến đấu của một đại sát thủ như hắn thì cho dù là chí tôn thần quyền cao thủ cũng không sánh kịp. Tuy thực lực của hắn chỉ trong nháy mắt đã tiến một bước dài, nhưng mà dường như tất cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà đang từng bước từng bước tiếp tục đề thăng. Cứ như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên địa linh khí đều bị hồng quân tháp hấp thu sạch sẽ giống như giọt nước thấm hết vào đất khô không còn lại dấu vết gì thật là không thể tưởng tượng nổi một lượng linh khí cực đại như vậy mà chỉ trong một lần đã bị hồng quân tháp thôn phệ hoàn toàn thế nhưng nó cũng giống như một giọt nước rơi vào đại dương vô tận không hề gây nên một chút gợn sóng nào dẫu vậy đối với trình độ sử dụng hồng quân tháp của quân mạc tà giọt nước vừa rồi cũng đã đáp ứng đủ nhu cầu của nó bởi vì hiện tại đại hải mênh mông vẫn còn chưa đủ lớn. Lần đầu tiên quân Mạc Tà chủ động kích phát Hồng Quân Tháp không nghĩ tới có thể bạo phát ra một sức mạnh kinh khủng như vậy. Một sức mạnh đủ làm cho cả quyền quyền đại lục phải run sợ. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là quân Mạc Tà đã vô địch thiên hạ. Thực tiễn và lý thuyết luôn cách nhau một dạng 8.000 dặm. Mặc dầu là quân Mạc Tà tu vi đại biến nhưng mà nói một cách khách quan tất cả những thứ mà hắn nhận được hiện tại chỉ có một phần nhỏ là thành quả tự bản thân hắn tu luyện đạt được mà thôi vào lúc này hồng quân tháp vẫn y như cũ lơ lửng trên không liên tục hấp thu thiên địa linh khí xung quanh còn bên ngoài tiểu viện của quân tam thiếu thoạt nhìn cũng chẳng có chút biến quá gì thậm chí so với trước gần như là hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt sở dĩ nói gần như là bởi vì chỉ cần người nào có óc quan sát tỉ mỉ một chút bước vào đây từ đầu hiện tại có thể nhận thấy toàn bộ mặt đất của tiểu diện lún xuống tầm ba phần mọi nơi đều như vậy có một điều là chiếc bàn ngọc vốn đặt ngay ngắn trước mặt quân mặt tà lúc nãy thì hiện tại đã biến mất không thấy tầm hơi thật giống như tan biến vào không khí vậy trên mặt của quân mặt tà lúc này hiện rõ vẻ thống khổ hắn đã rất nhiều lần cố gắng rút linh thức của mình ra khỏi hồng quân tháp nhưng bất thành trước mắt chỉ có thể biết tập trung cao độ theo dõi diễn biến tiếp theo mà thôi bởi vì không hiểu mô tê gì cả cho nên hắn cũng chịu không biết làm thế nào đành kiên trì chờ đợi lấy bất biến ứng dạng biến vốn đang lơ lửng xoay tròn trên không làm cho quân mặt tà đầu đau dữ dội hồng quân tháp đột nhiên dừng lại rồi từ từ hạ xuống thất hải quan mang cũng nhanh chóng tiêu thất đồng thời trong đầu quân mặt tà bỗng dưng có một âm thanh mơ hồ như từ một nơi xa xăm nào đó truyền tới thiên hữu càng khôn địa phân âm dương âm dương luân hồi phương hữu dạng vật sinh hóa nhân thân chi sơ vô phi âm dương nhị khí giả tạo hóa nhi xuất tạo hóa nhi một cố khả ẩn du tạo hóa âm dương chi trung dạng vật khả ẩn nhân thân diệt khả cứu kỳ lai do quan tại âm dương, âm dương hòa hán. Quân mặt tà cẩn thận ghi nhớ từng chữ một của thiên âm dương độn pháp này, sau đó từ từ nghiền ngẫm hắn phát hiện ra một chuyện, cái gọi là âm dương độn này, theo như câu nói vừa nãy, chính là một công pháp vô cùng hữu dụng, sau khi luyện thành, có thể làm cho bản thân ẩn vào bất cứ thứ gì, ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, nếu luyện tới đại thành, có khả năng đem bản thân mình qua vào không khí, còn như ở trong nước, một lần độn có thể đi xa mấy trăm dặm, độn vào đất thì có thể băng đèo lội suối, không vấn đề gì. Pháp quyết này quá mức dọa người rồi. Hồng quân tháp quả nhiên không phải là một vật tầm thường, giá mà có thêm vài cái nữa có phải là tốt hơn không? Hắn thở dài một cái, cảm thấy có một chút thất vọng. Bất chợt trong đầu xuất hiện một ý niệm, nếu như ẩn thân rồi đi vào rình mỹ nữ tắm vị đại tẩu xinh đẹp của mình kia khi tắm không biết là mới nghĩ tới đây quân đại sát thủ bỗng nhổ phì một bãi mắng quân mặt tà ngươi đáng là phải chết thêm một lần nữa khủng kiếp hết lần này tới lần khác lưu lại nhiều suy nghĩ dơ bẩn hạ lưu như vậy ở trong đầu làm lây cả sang ta thật đáng hận mà nếu tên quân mặt tà kia nghe thấy lời này của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oan ức mà rống lên đại ca quan ức cho ta nghe thiên chân vạn sát đó là suy nghĩ của ngươi đâu có can hệ chó gì đến ta ta bây giờ đã hồn phi phát tán sao vẫn còn đổ cho ta vậy trời làm người cũng không nên vô sĩ tới cái mức này chứ vốn dĩ chưa bao giờ được tiếp cận với tu chân thậm chí quân mặt tà còn chẳng biết tu chân là cái quái gì cho nên hiển nhiên hắn không có ý thức được rằng cái bộ âm dương độn mà hắn vừa ghi nhớ vào trong đầu là một công pháp thượng thừa của tu chân giới. Từ khi Độn Thuật sinh ra cho tới nay, thông thường chỉ có Kim Mộc Thủy Hỏa thổ hay còn gọi là Ngũ hành Độn pháp mà thôi. Hơn nữa, tất cả những bản ghi chép về những loại Độn pháp này cũng chẳng đầy đủ. Muốn tinh thông tất cả Ngũ hành Độn pháp đều vô cùng khó khăn, cho nên quan trọng nhất là thiên phú của mỗi người cùng với sự chuyên cần tu luyện một loại Độn pháp thì may ra mới có thành tựu. Nhưng mà bộ âm dương độn pháp này lại khác biệt hoàn toàn. Cơ sở của nó chính là thuyết âm dương, đứng trên thiên địa, thậm chí còn muốn phá vỡ tất cả ràng buộc trong thiên địa. Với khai thiên tạo quá công làm tiền đề, một khi mà luyện thành công pháp này tùy thời, tùy chỗ đều có thể ẩn thân dễ dàng. Về cơ bản, nó không bị hạn chế như là ngũ hành độn pháp. Nếu như là trong tu chân giới, chi bằng và bộ âm dương độn này cũng đủ để gây ra hồi phong ba bảo táp rồi nhưng hiện tại quân mạc tà chẳng ý thức được chuyện này có đánh chết hắn cũng không tin loại công pháp thượng thừa của tu chân giới lọt vào trong tay của hắn như vậy trái lại với việc sở hữu hồng quân tháp hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên hơn nữa hắn vẫn còn cảm thấy như vậy là hơi ít với cái lối suy nghĩ của hắn kiểu này mà để cho người trong tu chân giới biết được chắc là họ tức học máu mà chết mất làm người cũng đừng có vô sĩ như vậy chứ. Quân vô ý đứng trong tiểu diện, vẻ mặt đầy khiếp sợ, thận trọng đi đi lại lại, cước bộ tùy ý dẫm lên mặt đất. Với tu vi thiên quyền cao thủ quán bây giờ, các giác quan đều vô cùng nhảy bén. Hiện nhiên, hắn cảm giác rất rõ ràng được sự khác lạ từ đôi chân truyền lên. Không ngờ, mặt đất ở bên dưới lại lún xuống ba tấc không phải là bị người nào xới đi mà chính là bị nén chặt hơn trước rất nhiều. Cái chuyện quái gì đấy? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà mặt đất của tiểu diện bị lún xuống ba tấc thế này? Lực lượng nào mà kinh khủng như vậy? Cây này còn chưa tính là gì, kỳ quái hơn là cây cỏ hoa lá trong tiểu diện một chút cũng không có bị lún xuống. Bị nén mạnh như vậy, động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Vậy thì tại sao một cái lá cây cũng không rơi thế này, đúng là quá quỷ dị rồi còn một chuyện nữa cũng phi thường kỳ lạ đó là chiếc bàn bằng ngọc thạch vô cùng kiên cố mà trước đó tám người ngồi chung quanh hiện tại biến mất không thấy bóng dáng đâu mặt đất lún xuống Bàn thạch ngọc biến mất hết lần này tới lần khác đều vô cùng quái dị những chuyện này phải giải thích thế nào đây rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy mặt ta này quân vô ý mơ hồ hướng về quân mặt tà cất tiếng gọi hắn hy vọng cái thằng cháu bảo bối có thể giải thích cho mình tất cả những chuyện quái quỷ này chương 143 quyền thú tiến dài quân mặt tà đầu óc đang vô cùng mờ mịt trong phút chốc giống như thủy triều rút xuống bình tĩnh trở lại bản thân cũng cảm thấy có một chút hốt quản cháu cũng đang cảm thấy rất kỳ quái đây tam thúc Ngang vạn lần thúc không nên hỏi cháu bởi vì hiện tại cháu cũng đang thắc mắc không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa quân vô ý khoan dung mỉm cười tóm lại không phải là chuyện xấu quân mặt tà cảm thấy có một chút ái nái nói đúng chắc là không phải chuyện xấu đâu dừng lại một chút hắn nói tiếp bọn họ đây là bị ta đánh ngất đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại quân vô ý khẽ thở dài một hơi Lần này mọi chuyện quá đột ngột, bọn họ không biết thì tốt hơn. Đúng là đột ngột, tam thúc, người đã làm rất tốt. Quân mặt tà đứng lên, hồng quân tháp chính là đại bí mật liên quan tới chuyện hắn xuyên diệt tới thế giới này. Hơn nữa, nó cũng chính là thần hộ mệnh của hắn tại đây. Là thứ duy nhất luôn làm cho hắn tin tưởng mỗi khi hành sự, cho nên hắn mới quyết định giữ kín mọi chuyện về nó, không có tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không ngoại trừ đối với loại bí mật kinh khủng này hắn chỉ còn biết sống để bụng chết mang đi mà thôi lúc này chỉ có tiểu bạch là vô cùng hưng phấn chạy qua chạy lại khắp người của hắn như đang trên đất bằng vậy giống như quá hưng phấn mà không biết gì nguyên nhân gì thỉnh thoảng còn cuộn tròn tung mình lên không vài cái nhưng mà thủy chung từ đầu tới cuối vẫn không có bị rơi xuống đất cứ quấn chặt lấy người của quân mặt tà có khi hưng phấn quá nó nhảy dựng lên túm vào trộm tóc trên trán quân mặt tà đánh đu một hồi miệng kêu ồ ồ không ngớt bộ dáng trông vô cùng khoái chí quân mặt tà thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu đúng là hơi quá kích động một chút hắn nhìn tiểu bạch cao mày nói tiểu gia quả này xem ra muốn ở lại trên người của ta tam thúc hiện tại không còn chuyện gì nữa rồi một lúc nữa hãy làm cho bọn họ tỉnh lại đi trước tiên cháu nên chuẩn bị câu trả lời một tẹo nữa giải thích đấy, tránh cho họ sinh lòng nghi ngờ. Quân vô ý nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên rơi trên người của Tiểu Bạch. Ngay lập tức trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ bật thốt lên. ô làm sao có thể? Nó, nó rõ ràng đã tiến dai rồi. Điều này sao, sao có thể chứ? Nó chỉ mới là ẩu thú nhất dai mà thôi, sao bây giờ? Ôi trời ạ! À. Với thị lực của cao thủ cấp thiên quyền như hắn bây giờ mà nói, tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu gia quả kia so với lúc trước đã có sự khác biệt cuối cùng nhìn không được lắp bắp một hồi lấy tính cách quân vô ý từ trước tới nay chỉ khi hắn quá hoảng hốt mới thốt ra hai chữ như vậy đương nhiên còn có phần khiếp sợ chuyện này quá kinh người nói một cách chính xác hơn cho dù gặp quỷ giữa ban ngày hắn cũng không thất thố như vậy một con cao dai quyền thú mới chỉ là ấu thú mà có thể tiến dai sao cái này không còn là kỳ tích nữa mà gọi là thần tích mới phải chứ. Tiếng dai sao? Có thật không? Quân mặt tà tóm tiểu gia quả lại cũng không thèm để ý tới bộ dạng đang nhè nành múa vuốt phản ứng của nó lật qua lật lại kiểm tra một lượt nghi hoặc nói có thấy cái gì khác đâu tiểu gia quả này vẫn thế mà quân vô ý ha hả nói to hảo tiểu tử ta còn nghĩ tiểu tử ngươi không gì là không biết thật không ngờ ngươi lại làm cái động tác khôi hài như vậy. Quyền thú tiếng dai mà có thể quan sát hình dáng bên ngoài biết được sao? Tiểu gia quả đã thật sự nổi giận, miệng không ngừng phẫn nộ rít gào ô ô. Nói gì đi nữa thì hiện tại ta cũng sắp sửa trở thành quyền thú đỉnh cấp rồi. Cho dù ta không muốn rời xa ngươi đi chăng nữa, ngược lại còn muốn lấy lòng ngươi, thì ngươi cũng không thể đối xử thô lỗ với ta như vậy chứ. Ta khinh bỉ ngươi, ngươi nghĩ cứ ngó nghiêng nghiêng như vậy có thể đánh giá được đẳng cấp của quyền thú sao nên biết rằng tất cả quyền thú bản thân có cực hạn của nó tốc độ tiến dài còn được quyết định bởi thiên phú cho dù là cao cấp quyền thú cũng không ngoại lệ về phần cái con thiết giật báo thất giai đỉnh phong như là tiểu bạch đây có thể nói đó chính là cực hạn của nó rồi nếu muốn tiếp tục tiến dài tuy không phải là chuyện không thể nhưng mà muốn đột phá được là một điều vô cùng khó khăn đối với thiết dược báo mà nói, nếu muốn đột phá độ, điều kiện đầu tiên chính là thời gian sống phải lâu. Thứ hai là trong khoảng thời gian sau khi trưởng thành, chúng cần phải làm cho thực lực của bản thân đạt tới đỉnh phong. Bởi vì nếu quyền thú đợi tới lúc cuối đời, cho dù thực lực của chúng có đạt được thất giai đỉnh phong đi nữa, nhưng mà lúc đó sự thoái hóa của cơ thể cũng bắt đầu tăng lên, do đó sẽ không còn khả năng tiến giai thêm bất quá, cho dù thiết dược báo có đạt được thất giai đỉnh phong trong thời kỳ tráng niên cũng chưa chắc chắn sau đó có thể tiến giai. Chẳng qua, đó cũng mới là điều kiện cần mà thôi, bởi lẽ nếu như thật sự có thể tiến giai, chúng phải được thiên địa chiếu cố một chút, thêm một ít cơ duyên, cũng có thể là một chút thiên tài địa bảo thần kỳ. Như vậy thì mới có thể đột phá tiến giai được. Mặt khác, đa phần thiết dược báo trưởng thành cũng đều không có cơ hội tiến giai. Trên thực tế, hầu như tất cả bọn chúng đều phải đợi tới cuối đời thực lực mới đạt tới thất giai đỉnh phong, những con có thể đạt tới thất giai đỉnh phong từ khi còn trưởng thành là vô cùng hiếm thấy. Nhưng bây giờ, tất cả những chuyện này cũng như toàn bộ quy luật của thiên địa đều bị con ấu thú vừa đầy tháng trước mặt quân du ý phá vỡ, dường như trong người của tiểu tử kia còn chứa một chút gì gọi là thiên phú bản lĩnh của thiết dược báo vậy mà nó cứ khơi khơi tiếng dài như thường chẳng lẽ do quân mặt tà động tay chân cái tiểu gia quả này từ đầu tới giờ cũng chỉ quanh quẩn trên người nó một lúc là đã tiếng dai rồi tất cả mọi người ở đây ngoại trừ mạc tà ra tiểu gia quả kia có tiếp xúc dai nữa đâu chứ chuyện này phải gọi là cái gì đây kỳ tích thân tích mà chuyện này biến quá này quả biến thái đi quân vô ý chỉ vào tiểu gia quả khi nói người rốt cuộc cũng đã giúp nó tiến dài rồi loại chuyện kinh thiên động địa như thế này làm sao mà che giấu đây ôi trời ạ à, trước mắt ta bây giờ là một con thiết dược báo bát dài ấu thú đó quân vô ý gần như nổi điên trên thực tế một con bát dài thiết dược báo tuy rằng vô cùng hãn hữu nhưng mà tuyệt đối không phải là không có xác suất tuy nhỏ dẫu vậy nếu có thêm một chút may mắn cái con thất dài thiết dược báo vẫn có thể đột phá tiếng dài. Nhưng mà hiện tại thì sao? Đang sờ sờ trước mắt hắn là một con thiết dược báo bát dài, ấu thú. Trong lịch sử tiếng giai của quyền thú trên quyền quyền đại lục này, tương lai chưa biết nhưng có thể chắc chắn một điều rằng từ trước tới giờ chưa xảy ra loại chuyện biến thái như vậy. Tiếng giai thì tiếng giai có chuyện gì sao? Cái này không liên quan tới cháu, cháu không biết gì đâu nha, cháu cái gì cũng không biết quân mặt tà, vuốt ve tiểu bạch, vẻ mặt đầy vô tội nói. Chính là nó tự thân tiếng dài, can hệ gì tới cháu? Có làm chứng đây là chuyện cháu làm không? Ừ, không. Còn đùa bỡn sao? Quân vô ý liên tục thở hắt ra, hung hăng trợn mắt nhìn tôn cử nói. Ngươi mà cứ như vậy, trước sau chuyện này cũng sẽ bị lộ ra bên ngoài. Ai? Đây chính là một con ấu thú thiết dược báo bát dai. Nói thật, cho dù là một chính nhân quân tử như là quân tam gia, hiện tại đối với tiểu gia quả này cũng cảm thấy có một chút động lòng rồi. Dù sao, tiểu gia quả này cũng quá trân quý đi, hơn nữa tiền đồ lại không thể hạn lượng. Chuyện này ngoài ý muốn nha. Quân mặt tà bất lực giải thích, hắn cảm thấy có một chút chột dạ. Quân đại thiếu gia từ trước tới nay sao như một nói được là làm được. Hắn đã hiểu rõ tất cả những điểm đặc biệt của quyền thú, quan trọng hơn là về khả năng tiến gia của chúng xem ra cũng không phải quá khó khăn. Cho nên đối với tiểu gia quả đang ôm trong lòng này cũng không quá coi trọng. Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới tiểu nha đầu kia. Nếu như có thể làm cho nha đầu kia không nhận ra, sớm mang tiểu gia quả này đi thì mọi chuyện không cần quan tâm nữa. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Hai con mắt trâu của độc cô anh đảo đi đảo lại liên tục sáu người còn lại cũng có bộ dạng y hệt như vậy thắc mắc. Tam thúc, tại sao lão nhân gia người lại đánh cháu chứ? Đối với quân vụ ý, đọc cô anh, có cho thêm tiền cũng không dám vô lễ, gọi thúc xưng cháu đàng hoàng. Cái này, chủ yếu lãng là làm theo sự khuyên bảo của trưởng bối trong gia tộc. Đối với đọc cô thất quân đệ mà nói, hiện tại chỉ có ba người có thể đánh bọn họ, mà bọn họ không dám hoàn thủ. Người đầu tiên tất nhiên là gia gia đọc cô tung hoành, thứ hai chính là bá phụ phụ thân độc cô vô địch à không người thứ hai phải là quân tam thúc trước mặt đây cuối cùng mới là phụ thân bá phụ độc cô vô địch đánh ngươi đâu có nhất định là do mấy hôm trước các ngươi uống quá nhiều mà cái chỗ này lại trùng hợp có mấy cái giò tiên tử cho nên vừa rồi ngửi thấy mùi của chúng các ngươi đã say ngã vật ra chắc là di chứng vẫn còn thật là vô dụng mà quân mặt tà, hai mắt trợn trừng, thần sắc trên mặt như là dở khóc dở cười, vô cùng khinh thường nói. Thật làm khó cho các ngươi rồi, đường đường bảy vị mang ngưu trắng hán thế mà mới chỉ có ngửi rượu một chút lại té xỉu tại chỗ, hỏng thật rồi. Cả bảy huynh đệ nghe vậy, đưa tay gãi gãi đầu. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Nguyên lai là vậy sao? Do quân vô ý ra tài quá nhanh, khống chế lực đạo cũng phi thường chính xác, cho nên bọn họ ban đầu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy quân du ý tung người lên, đánh ngất xỉu mấy quân đệ bọn họ. Nhưng mà thập phần không chắc chắn, bây giờ nghĩ lại, trong đầu càng cảm thấy mờ mịt Đồng thời, còn ngửi thấy cái mùi tiên tử quanh quẩn đâu đây, hơn nữa là vừa tỉnh rượu, cho nên cả bọn đều cảm thấy có một chút lần lần. Nhìn không được, bảy đôi mắt trâu đều đồng loạt nhìn về mấy cái bình tiên tử. Nuốt nước bọt, gian lên liên tục, mọi thắc mắc lúc nãy hiện tại đã bay ra khỏi đầu của chúng không còn là một tẹo nào. Thậm chí, chúng cũng chẳng để ý rằng khi mới tới đây, chỗ đó nào có bình rượu chó nào đâu chứ. Cả cái bằng ngọc mới được đổi trước mắt. Đổi với mấy cái tên đang hồn phi phách lạch như là chúng bây giờ, chẳng có một chút ấn tượng gì hết. Chỉ có đọc cô tiểu nghệ vẫn vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to chất vấn quan tam thiếu. Nhưng chỉ được một lát, thấy tiểu bạch từ trên người của hắn nhảy qua sau đó leo lên trên người của nàng chạy loạn xị ngậu bộ dáng vô cùng hưng phấn ý muốn nói chủ nhân người xem này ta đã là thiếu gia rồi chà sao người không vui sao không nhìn thấy hai con mắt của vị thúc thúc kia đang muốn lồi ra sao tiểu bạch thật là đáng yêu Độc cô tiểu nghệ cực kỳ yêu quý vuốt ve tiểu gia quả đôi mắt xinh đẹp khép hờ như trăng non đầu tháng nhìn thấy bộ dáng hưng phấn quả bát của tiểu bạch như vậy trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ chỉ cần vậy thôi nàng cũng cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay thật là không uống công một chút nào với bộ dạng này của tiểu bạch đúng là không có uống công chút nào nàng tuy nổi tiếng là băng tuyết thông minh thế nhưng trải nghiệm cũng có hạn cho nên nàng cũng chẳng biết quyền thú tiếng dài sẽ thế nào tiểu bạch cũng chỉ là một con thiết dược báo ấu thú đối với nàng chẳng có gì khác biệt cả thủy chung vẫn chỉ là súng vật của nàng mà thôi bảy người các ngươi qua đây đi. Quân vô ý đẩy mạnh xe tới. Ta muốn thử xem rốt cục đọc cô vô địch dạy các ngươi được những thứ gì. Bảy huynh đệ đọc cô anh nhìn nhau trên mặt mỗi người hiện rõ vẻ hưng phấn khôn cùng. Nghe ý tứ của quân tam thúc chẳng phải là muốn chỉ điểm cho mấy huynh đệ bọn họ sao? Phụ thần thúc phụ không phải cũng rất tôn sùng vị quân tam thúc này còn gì? Quân dù ý là ai? một cao thủ chân chính với quy danh quyết y đại tướng bạch chiến bạch thắng lập nên vô số chiến công đi vào truyền thuyết của quyền quyền đại lục hắn chỉ cần chỉ điểm vài câu không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi ích đây kết quả là bảy đọc cô huynh đệ ngoan ngoãn theo quân vô ý đọc cô hùng ân cần đẩy xe giúp quân vô ý động tác vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng chỉ sợ quân tam gia bị nghiêng ngã trên đường đi bảy người chẳng buồn để ý xem tiểu mũi muội ở lại một mình chỗ này có ổn hay không. Chứ đừng nói là còn nhớ hôm nay họ đến đây với mục đích gì. Tam thúc có mị lực thật là lớn nha. Không ngờ chỉ nói một câu thôi mà làm cho bảy tên này ngoan ngoãn đi theo. Quân mặt tà trong lòng cảm thán không thôi. Đọc cô tiểu thư, có còn nhớ trước đây ta từng hứa sẽ tặng ngươi một thanh bảo đao chứ? Quân mặt tà ngồi yên ổn trên ghế, tủm tiệm nói chương 144, Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đào. Nhắc tới chuyện này, đọc cô Tiểu Nghệ nhất thời quên chất vấn hắn chuyện mình vừa mới té xỉu, rồi nàng dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Cái tên vô lại, trước kia lừa lấy dẫn thạch của ta, đương nhiên bây giờ phải bồi thường cho ta một thanh hảo đao rồi. Dừng một chút, bộ dáng hung hăng nói, nếu cái thanh đao này mà không tốt, không làm cho bổn cô nương hài lòng, đừng có trách ta không giữ lời hứa nghe. Dù ra vẻ hung hăng nói, nhưng mà trên gương mặt của tiểu cô nương lại ửng đỏ một mảnh, dù sao là một nữ hài tử, đây là lần đầu tiên nàng tiếp nhận lễ vật của nam hài, hơn nữa còn rất sợ hắn không cấp cho nữa, giờ phút này tâm tình của nàng. Sản phẩm do Mạc Tà của ta làm ra đều là tinh phẩm, sẽ làm cho ngươi vừa lòng thôi." Quân Mạc Tà nở nụ cười, nói xong đứng dậy, đi vào trong phòng, không lâu sau xoay người ra trong tay cầm một thanh đoạn đào có cả vỏ đào đi ra ngoài. Đoạn đào này độ cong ưu nhã, mỏng như cánh ve, nằm trong tay quân mặt tà, nhìn qua có vẻ như là rất nhẹ, nhưng mà cảm giác trong lòng đối với thanh đào lại hoàn toàn khác biệt với thị giác. Thậm chí có một loại cảm giác rất dày nặng. Điều này cùng với vẻ ngoại hình nhẹ nhàng phiêu vật tạo thành một loại tương phản cực hạn. Đào còn ở trong vỏ mà đã tạo ra một loại cảm giác phi thường mâu thuẫn này. Độc cô tiểu nghệ vừa thấy liền vui mừng, ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp nhìn quân mặt tà, chờ hắn giới thiệu. Quân mặt tà, mắt nhìn độc cô tiểu nghệ, cầm chui đao đầy qua giang ở trong tay, rút ra khỏi vỏ. Lúc đao ra khỏi vỏ, hoàn toàn không có một tiếng động nào phát ra, chỉ có một tia sáng hiện lên. Trong tay quân mặt tà, giống như có một dòng nước lóng lánh, thân đao giống như một dòng sông đang chuyển động, lấp lánh ánh sáng, di chuyển không ngừng. Tuy thế, đao phóng ra rất bình thường, nhưng mà trên thân đao lại có vô số lưu quang, giống như các linh hồn nhẹ nhàng phiêu động vậy. Hồng tụ tàn đao Quân mặt tà lấy tay nhẹ nhàng, vỗ vào sóng đao, nhẹ giọng nói. Vì đao này tên là Hồng tụ, chúng ta đang ở Thiên Hương Thành, gọi là Hồng tụ Thiên Hương, mà đao này chính là đao đầu tiên trong cuộc đời của ta đặt tên, vì vậy gọi là Hồng tụ Thiên Hương để Nhất Đao. Hồng tụ thiên hương đệ nhất đao. À, tên này nghe rất hay. Đọc cô tiểu nghệ trong mắt sáng lên, đôi mắt trong mong nhìn thanh đao trong tay quân mặt tà. Hận là không thể một phen cướp vào trong tay. Cái tảng đá lớn đầu xấu xí kia làm sao mà bị được với cái thanh đao khả ái này chứ? Xem ra để khối thiên ngoại vẫn thạch rơi vào trong tay quân mặt tà là hoàn toàn đúng đắn rồi. Độ công, độ dài, trọng lượng của thanh đao đều dựa vào yêu cầu của việc giấu đao trong tài áo mà làm ra. Đây, ngươi thử xem có vừa tay không? Quân mặt tà cầm đao đưa tới, thật là xinh đẹp, thật sự tặng cho ta sao? Độc cô tiểu nghệ giơ đao trước mắt, lật qua lật lại yêu thích không rời. Một lát sau, ôm thanh đao vào trong ngực, hơi nghiêng đầu nhìn quân mặt tà, trên mặt trang ngập sự chờ đợi. đương nhiên, lẽ nào độc cô tiểu thư không thích sao? quân mặt tà tự tiếu phi tiếu trả lời đương nhiên là thích rồi đọc cô tiểu nghệ xấu hổ cúi đầu nhưng mà ngươi tặng cho ta bảo đao quý giá như vậy ta lại không có gì để mà tặng cho ngươi rồi cái này vốn là ta nợ ngươi không cần phải có qua có lại đâu quân mặt tà suýt nữa bật cười tiểu nha đầu thật là ngây thơ đáng yêu được như vậy đi đọc cô tiểu nghệ cắn môi giống như hạ quyết tâm chậm rãi khẽ kéo một dải lụa từ bên trong thắt lưng ra một khối ngọc bội trong suốt khéo léo rơi vào trong tay nè ta tặng ngươi tặng ngươi đó cái này á đọc cô tiểu nghệ cúi đầu đầu ngón chân vô ý chấm chấm đất giọng nhỏ như mũi kêu được quân mạc tà được lợi không thẹn yên tâm thoải mái nhận lấy vị đại sát thủ vô tình này căn bản không nghĩ tới ý nghĩa ẩn chứa sau hành động này. Hắn chỉ nghĩ là chính mình làm ra một thanh đào ở thế giới này có đủ tiêu chuẩn để xưng, để nhật đào như thế. Căn bản thì cái khối ngọc bội nhỏ nhỏ này cũng có khả năng đổi được đấy. Thanh đào do chính mình tạo ra khi mà sử dụng, căn bản không cần cố kỵ lực cản của không khí. Mà hơn nữa, khi sử dụng, cũng bởi vì đủ công của thanh đao mà sẽ không nảy sinh ra đào phong gì hết, cực kỳ bí mật thật sự là một cây đao phù hợp cho nữ tử sử dụng, hơn nữa cực kỳ sắc bén và cứng cỏi. Một thanh đao như vậy thì có nhận một khối ngọc bội này, điều đó cũng là đương nhiên, thậm chí lễ vật này vẫn còn kém rất nhiều. Ngọc bội kia, người... người... Đọc cô tiểu nghệ thấy quân mặt tà tiếp nhận rồi tùy tiện đút vào trong ngực, trong lòng của nàng càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp không biết nói cái gì. Không sao, không sao. Dù sao, đây cũng là tâm ý của đọc cô tiểu thư mà. Tuy nhiên, độc cô tiểu thư nếu đã nói muốn một cây đao, chắc hẳn đối với đao pháp rất là tinh thông. Quân mặt tà mỉm cười, chỉ tốn có một phần hai mươi khối dẫn thạch để mà tạo ra một thanh đoạn đao này. Phần còn lại đều dùng để làm phi đao. Vì thế quân mặt tà đương nhiên không hề tiếc rẻ gì. Đao pháp sao? Cái này là đương nhiên rồi, đọc cô tiểu nghệ nghe thấy quân mặt tà nói những lời dù gì đây cũng là tâm ý thì nhịn không được mặt đó bừng lên nét mừng rỡ hiện trên mặt khi mà nghe quân mặt tà hỏi hăng hái vô cùng trả lời ta luyện đau cho ngươi xem nha nói xong không dám nhìn quân mặt tà nữa vừa mới trao đổi tính vật xong lại nghe người đứng đây thì xấu hổ chết luôn á nàng dung đau ra chân trái giẫm một cái tung thân ra ngoài thanh đao này mặc dù là dùng phương pháp phổ thông tôi luyện ra nhưng mà được luyện bằng khai thiên tạo hóa công của quân mặt tà Độc cô tiểu nghệ khi mà cầm đao trong tay cảm thấy thích hợp vừa dặn không gì sánh được đào pháp thi triển liên tục nhưng mà lại không hề phát ra đào phong thật là quá kỳ diệu quân mặt tà chỉ nhìn dài chiêu đã thở dài từ khi nhìn quân vô ý và quân chiến thiên luyện công hắn đã nhận ra ở thế giới này sự chú trọng vào quyền khí hơn xa rất nhiều sự tập trung vào biến hóa xảo diệu của chiêu thức ai cũng suy nghĩ chỉ cần quyền khí là đủ cố gắng đột phá dù bất luận biến hóa xảo diệu của chiêu thức như thế nào dưới lực lượng tuyệt đối của quyền khí cũng không thể chịu nổi một chiêu thử nghĩ một chí tôn thần quyền công kích một người dưới ngân phẩm cần phải dùng chiêu pháp đặc thù hay sao mà chính thoái suy nghĩ này tạo ra cho thiết luật dưới cửu phẩm, tất cả chỉ là kiến hồi. Tuy nhiên, vô luận là thế giới nào, hai người quyền khí tương đương nhau khi mà chiến đấu, chiêu thức chính là yếu tố quyết định, có thể phân biệt sinh tử. Nhất là đọc cô tiểu nghệ, chỉ là một tiểu thư, nếu so khí lực như người khác, chẳng khác nào đang tìm được chết. Trời sinh sức mạnh của nữ tử luôn yếu hơn nam tử, đây là một chuyện không thể thay đổi. Đúng là qua mẫu đơn bị trâu gặm mà quân mặt tà thở dài một tiếng nói với độc cô tiểu nghệ thành đào tốt như thế mà cô lại dùng loại đao pháp này để sử dụng quả thật là phí của trời rồi hả người nói đao pháp của ta không tốt sao độc cô tiểu nghệ thu đao lại mở to mắt nhìn quân mặt tà nói thế nào cho cô hiểu đây chưa cần nói tới vấn đề của bản thân cô chỉ nói đao pháp này thôi thật là quá cứng nhắc quân mặt tà nói không chút khách khí hắn nhận thanh đao ở trong tay của độc cô tiểu nghệ bước ra thân đào nghiêng nghiêng sau đó rung lên dù số đó qua đao hiện ra bao quanh xung quanh người khoảng năm xích nếu dùng chiêu này trước địch nhân chắc chắn sẽ buộc người phải lui lại ngay quân mặt tà sử đao vô cùng chậm cũng không dẫn quyền khí truyền vào đao càng là không dùng tới lực lượng thần bí khai thiên tạo quá công tuy nhiên khi quân mặt tà sử đao vẫn hiện ra khí thế anh dũng tiêu sái thấy đao như nước chảy mây trôi liên miên bất tận ô thật là một bộ đao pháp quá tuyệt độc cô tiểu nghệ vỗ tay ủng hộ trong mắt hiện ra vẻ hàm muốn đây là hồng tụ đao pháp chiêu đầu tiên hồng tụ khinh dương quân mặt tà dừng lại mỉm cười nói hồng tụ đao pháp tổng cộng có chín chiêu hồng tụ đao vũ hồn phách tiêu bộ đao pháp này cô có muốn học không ô đương đương nhiên là muốn rồi Độc cô tiểu nghệ vui mừng trả lời, nhảy tới trước mặt quân mặt tà. Dạy cho ta nhanh đi nào. Bởi vì khoảng cách hai người quá gần, khi mà nàng nói chuyện, hơi thở của nàng phà vào mặt quân mặt tà, mang theo một loại hương thơm ngào ngạt. Thêm vào đó, hương thơm của sự nữ trên người độc cô tiểu nghệ làm cho quân mặt tà khi hít vào, trong lòng chợt rung động. Hắn nén rung động, ngửa người ra sao rồi nói. Dạy thì dạy, cùng náo loạn làm gì, lui lại một chút đi. Độc cô tiểu nghệ thấy mặt hắn đỏ lên, cũng vô cùng buồn cười. Không ngờ rằng một cái tên nổi tiếng Thiên Hương Thành là công tử ăn chơi, hôm nay lại đỏ mặt vì gái chứ. Vừa nghĩ tới đây, nàng không nhịn được, càng có ý muốn chọc ghẹo hùng hổ tiến tới, vừa mở miệng nói tiếp. Đúng lúc này, quân mặt tà lại thẳng người lại như cũ, chỉ một thoáng hai người ngay ra. Hai đôi môi chặt chẽ gắn vào nhau, hai cặp mắt đều kinh ngạc nhìn đối phương. Choang một tiếng, đoạn đào trong tay của độc cô tiểu nghệ rơi xuống, toàn bộ cơ thể như bị lọt vào trong sương mù, giống như thời gian lúc này đột nhiên bị ngừng lại. Thân thể cứng ngắc, một động tác né tránh cũng không làm. Khi quân mặt tà đứng thẳng trở lại, đột nhiên cảm giác môi của mình chạm vào một vật gì đó, hương thơm ngào ngạt, là có sự mềm mại ngọt ngào. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã vô thức Dương đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm thấy mùi vị rất được nghe, lại dương dài thêm một chút rồi liếm liếm tiếp. A! À... Độc cô tiểu nghệ thét lên một tiếng, mặt ngọc của nàng trở nên đỏ bừng, khuôn mặt nóng rực, cảm giác xấu hổ loan khắp toàn thân, cái cổ trắng như ngọc cũng đã rực đỏ lên. Nàng lấy hai tay bưng kính mặt, ngồi xuống, cảm giác hít thở cũng khó khăn. Hắn, hắn hôn ta đầu óc của độc cô tiểu nghệ trở nên hỗn loạn hắn tặng ta đoạn đao lại nhận ngọc bội tính vật của ta bây giờ lại 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 hôn ta đó là chuyện ngoài ý muốn thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi quân mặt tà vô cùng xấu hổ dù ý dương lưỡi ra liếm liếm môi trên của mình sau đó lại liếm liếm môi dưới có một chút cảm giác thẹn thùng đang từ hình ảnh một vị sư phụ đức cao vọng trọng thu một nữ đồ đệ đột nhiên rớt xuống thành một tên lưu manh chính hiệu, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình. Tiểu Bạch Bạch nhìn thấy cảnh quân mặt tà liếm môi, đột nhiên trở nên hưng phấn, nhảy lên người quân mặt tà, bẹp một tiếng, liếm môi trên quáng, sau đó lại bẹp một tiếng, liếm môi dưới của hắn. Ôi cha, lão tử lại bị một con ấu thú huyền thú phi lễ rồi. Quân mặt tà nắm lấy con thú ném một phát văng ra ngoài bực bội nghĩ bao nhiêu kiều diễm ở trên môi bị tiểu bạch bạch làm mất sạch mẹ nó rồi nè nè đọc cô tiểu thư mau đứng lên đi vừa rồi vừa ôm chặt lấy mặt làm sao mà học đao pháp quân mặt tà tốt bụng nhắc nhở ta ta không thèm đứng lên luôn đọc cô tiểu nghệ trả lời tiếng nhỏ như tiếng mũi ngươi ngươi là người xấu á ngươi làm ra cái chuyện như vậy với ta mà ngươi còn gọi ta là độc cô tiểu thư sao chương 145 sứ giả hài nước tới Ngật, ta đối với người như thế nào chứ quân mặt tà gãi đầu nói ta nên xưng hô với ngươi như như thế nào đấy trong lòng của ngươi tự mình biết chứ độc cô tiểu nghệ có điểm bực tức dậm chân nói chưa thấy qua người nào đầu đất như ngươi luôn á À, ta hiểu rồi. Quân mặt tà, nhíu mày khổ tư, đột nhiên vỗ sông trưởng hô lớn. Đọc cô tiểu nghệ, thân thể khẽ chấn động, nhịn không được, bàn tay che mặt, hé ra một cái khe nhỏ, vừa thẹn vừa mừng, lại có chút chờ mong, dũng trộm nhìn hắn. Quân mặt tà chợt hiểu ra. Đúng vậy, quan hệ hiện tại ở chỗ bất đồng nha. Ta dạy nàng học, đây chẳng phải là quan hệ thầy trò sao hắn không khỏi làm ra bộ dạng nghiêm nghị làm gương mặt kẻ khác nói tiểu nhà đầu đồ nhi mau mau đứng dậy đợi di sư truyền thủ cho ngươi một ít tinh diệu đao pháp nghe truyền thủ cái đầu của nhà ngươi á độc cô tiểu nghệ tức giận nhảy dựng lên một cước đá lên mặt của hắn sau đó lại cố bồi thêm vài dặm nữa oán hận nói ngươi ngươi định làm sư phụ của ai hả ai là đồ đệ của ngươi hư quân mặt tà bất ngờ không kịp đề phòng thật là không ngờ được cái tên đồ đệ này lại đại nghịch bất đạo như vậy cho nên trúng chiêu mà không thể đỡ hắn nhe răng nhếch miệng nói cần phải ngươi cần phải biết tôn sư trọng đạo chứ tôn cái đầu ngươi trọng cái đầu ngươi ngươi cho rằng dở ra vài miếng đao pháp mèo quào là có thể che đậy được bản tính bại gia tử của bản thân sao bổn tiểu thư nói cho ngươi biết đừng có tưởng rằng có được vài chiêu đao pháp là có thể che lấp hết bản tính xấu xa của mình nha bộ dáng vẫn đúng là một tên phá gia chi tử như lúc trước ngươi là cái đồ đại phôi đảng luôn đọc cô tiểu nghệ thẹn quá quá giận dương nanh múa vuốt nhào tới quá đáng giận quá bực bội luôn cái tên đại phôi đảng này cái tên đầu heo này đầu heo mà không hiểu phong tình này thật đúng là đàn bà không biết nói lý mà ta sao lại là cái tên phá gia chi tử sao lại là đại phôi đảng chứ? Quân mặt tà nghẹn ngào nhìn trần trối độc cô tiểu nghệ, giọng đầy vẻ phẫn nộ. Đây chính là một nỗi quan lớn bằng trời, quân áo đẹp đẽ, ăn trắng mặt trơn, bại gia chi tử đều là tên tiểu tử Mạc tà trước kia đã làm. Lão tử chính là đại công thần đã từng cứu vớt sự nghiệp quân gia đứng trước bờ vực sụp đổ, chưa từng làm ra cái chuyện xấu hổ nào thật sự không biết rốt cuộc cô nàng này muốn làm cái gì nữa lão tử vừa giúp ngươi đem tiểu bạch tiến dài lại còn đưa cho ngươi một thanh đào tốt sau đó dạy ngươi đào pháp thượng thừa vậy mà lúc này ngươi nói ta thế đúng là chua ngoa không phải là mới chỉ có một lần không may hôn ngươi một ngụm sao cũng phải nói đó không phải là ta cố ý mà mà cũng không biết có phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi hay không nữa thế nhưng đó chính xác là nụ hôn đầu đời của lão tử ta Hai đời rồi, đó mới là nụ hôn đầu. Thật là quá lỗ mà, dù sao ta cũng quá lỗ rồi. Chẳng lẽ vừa rồi, nàng ta tưởng là bản thân bị lỗ, cho nên bây giờ muốn lấy thân báo đáp sao? Quân mặt tà, rung mình một cái, khó có thể nghĩ tiếp được. Nữ hài tử phát dục tương đối sớm, thân thể ca ca ta đây mới có 16 nha, vẫn còn tem nha. Ngươi không thể tàn phá một mầm non của đất nước như vậy được đâu, hơn nữa, những ngày độc thân tiêu gia của ta còn chưa có đủ nha. Thống khoái một điểm coi, mau dạy phương pháp múa đao cho ta. Vừa rồi, ngươi chẳng phải nói là thổi phòng đao pháp của mình lợi hại lắm mà. Độc cô tiểu nghệ, tức giận, dậm chân, cắn môi, muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy không nở, thật rất giả mới có cơ hội bắt hắn một lần. Nếu có bảy vị ca ca cùng đi, lần sau gặp mặt, không biết lúc nào đây nữa nhưng mà cái tên đầu gỗ này thiệt nghĩ tới đây đọc cô tiểu nghệ có một chút nhớ nhung muốn khóc cái tên hỗn đảng này hắn hắn còn hôn mình nữa trời mà ngay cả cha mẹ cũng chưa từng thân qua miệng mình ồ lần này lỗ lớn rồi hắn là một tên đệ nhất thiên hạ ăn chơi xa đọa khẳng định đã hôn qua không ít cô nương rồi khẳng định luôn không phải là lần đầu rồi đọc cô tiểu nghệ cho tới bây giờ mới nghĩ tới chuyện này thiếu nữ ôm ấp tình cảm, xác thực người thường không thể nào đoán được. Người nói dạy là ta sẽ dạy sao? Ta chẳng lẽ thiếu nợ ngươi à? Quân mặt ta vừa trợn mắt vừa nói, khiến cho độc cô tiểu nghệ tức giận đến nỗi tâm hồn muốn chết một nửa. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên dần mắt đỏ hồng lên, nước mắt tí tách rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói, Ngươi khi dễ ta hả? Trong nội tâm, vô cùng quỷ khuất nghĩ. Cái tên hỗn đảng này đã hôn mình, thu ngọc bội của mình, cường nhiên lúc này lại hung hãn với bản thân mình như vậy. Mình đã muốn đi như vậy mà hắn còn lại tỏ thái độ hung ác như vậy, không biết nữ hài tử nói thật là giả hay sao. Quân mặt tà, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực thầm nghĩ. Ôi trời ạ, à, cô nàng này sao mà khó hầu vậy chứ? Mặc dù là quân đại sát thủ, đã có hai đời làm người đã từng trải qua rất nhiều chuyện rồi. thế nhưng đối với tính tình của nữ hài tử vẫn là dốt đặc căng mai tiểu bạch bạch dị thường quan mang đứng giữa hai người hết nhìn người này lại nhìn người kia dường như đang xem bản thân nên giúp ai đây trong nội tâm của tiểu gia quả này cũng đang âm thầm nổi sóng ta muốn đi tìm quân tam thúc ta muốn đi tìm quân gia gia ta muốn nói cho bọn họ biết ngươi khi dễ ta ta hận ngươi ta hận chết người luôn á. Độc cô tiểu nghệ che kính mặt chạy đi. Quân mặt tà dỗ dàng giữ vai nàng lại, nói, cô nãy nãy, người rốt cuộc muốn làm thế nào đây, ta, ta nhận sai, được không? Chuyện ngày hôm nay đúng thật lời nhận sai đầu tiên trong suốt hai kiếp làm người của quân đại sát thủ. Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người rồi kéo ta như vậy còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Đọc cô tiểu nghệ, phùng mang, trợn má, quay đầu lại nói. Quân mặt tà có điểm không biết nói gì, lần trước chỉ vì một lời đồn mà khiến cho bảy ca ca của nàng tới tận cửa hỏi tội. Lần này nếu mà nàng bù lu bù loa khóc lóc, chạy về nói với gia gia của nàng, đến lúc đó lại kéo cả một đội quân đến quân gia thì khổ. Lão thiên à, sao mà số ta khổ thế chứ? Cô cô nãy nãy, ta dạy ngươi được chưa? Quân mặt tà cầu xin tha thứ nói người ở dưới mái hiền có thể nào không cúi đầu được sao? Độc cô tiểu nghệ nặng nề hư một tiếng sau đó nói, coi như người thức thời á. Đột nhiên, nàng phát hiện đại thủ của quân mặt tà còn đang nắm lấy cánh tay của mình, nhịn không được, trên mặt xuất hiện một mảng hồng sắc, toàn thân mềm nhũng ra. Cũng không biết là cảm giác khó chịu hay là thoải mái nữa, nàng không khỏi thấp giọng nói, Người buông ta ra. Thành nằm dậy mà rất mềm mại, hết sức thẹn thùng. Quân mặt tà lập tức buông tay, hắn nhìn không được, gãi gãi tóc. Thật sự là không thể tưởng được cái cô nàng này, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tâm tình đã biến quá tới năm sáu lần luôn. Tính tình mạnh mẽ lúc trước, không biết là đã biến đi đâu rồi. Không phải là người khác dịch dung chứ. Quân mặt tà, đối với chuyện tình chàng ý thiếp, đúng thật sự là mù tịch tiểu nha đầu này vì chuyện này mà biến quá to lớn như vậy, lại nhanh như vậy. Trách không được, thường nghe người ta nói, nữ nhân chính là một loại động vật khó hiểu nhất. Lời ấy quả là chí lý quá đi. Nhìn kỹ nha, hồng tụ đao pháp chia làm chính chiều. Quân mặt tà biểu diễn chiêu thức hồng tụ đao. Chiều thứ nhất, hồng tụ khinh dương. Quân mặt tà lúc này thầm nghĩ nên sớm truyền thụ cho xong rồi tiễn tiểu ma nữ này đi cho nó nhẹ thân dù sao cũng không phải là chiêu thức võ học cao thâm gì chỉ là một bộ đào pháp mà thôi thế nhưng để nha đầu này cầm chân quả thật là không bằng tra tấn nữa chiêu thứ hai hồng tụ thiêm hương chiêu thứ ba hồng tụ nhược mộng hồng tụ xuất thân hồng tụ vũ phong hồng tụ lạc lôi hồng tụ xế điện hồng tụ mộng tàn hồng tụ càng khô đọc cô tiểu nghệ Quá thật là có thiên phú đối với võ học, đúng là một nữ tử băng tuyết thông minh, nàng dùng tâm nhớ kỹ, chỉ mất có nửa canh giờ công phu đã nhớ hết bộ đào pháp này. Quân mặt tà vừa nói vừa chỉnh sửa tư thế, vốn tưởng rằng chỉ mất một ít thời gian thôi, không ngờ đọc cô tiểu nghệ càng luyện, càng phát hiện ra chỗ hỏng. Trước vốn đã học được kha khá rồi, thậm chí hắn còn không cần làm mẫu nữa. Thế nhưng càng về sau, độc cô tiểu nghệ lại càng tập càng sai chỉ với một động tác đơn giản cũng làm không đúng quân mặt tà đều phải bắt tận tay chỉ ra chỗ sai cho nàng điều này không tránh được da thịt thân mật tiếp xúc dù thể lực của quân mặt tà rất bền bỉ nhưng mà bị nha đầu này lăn qua lăn lại toàn thân đầm đìa mồ hôi mà độc cô tiểu nghệ ngược lại hưng phấn bừng bừng hai gò má ửng đỏ sống mắt lưu chuyển hơi thở như lan phả ra Lúc này trong quân mặt tà giống như là một ô xin hữu khí vô lực làm việc vậy. Bộ dáng có điểm mệt như muốn chết, nhưng mà nhìn bộ dáng của độc cô tiểu nghệ lại trái ngược. Tuy là mồ hôi cũng chảy đầm đìa, thế nhưng dáng vẻ rất là hưng phấn cùng với kiều diễm. Thế nhưng khi lọt vào mắt của quân mặt tà chẳng có một chút ý cảnh nào trong nội tâm của hắn đang thầm oán hận. Quá ngu ngốc đi, so với con lợn còn ngu hơn á không biết lão tử phải dạy đến khi nào nữa đây trời. Đột nhiên, lúc này ở bên ngoài, gian lên một tiếng pháo rầm rầm đinh tai nhức óc Tiếp đó, thành nằm khai đạo của đám quan viên giang lên, rồi tiếng bước chân chính tệ của một đại đội nhân mã, soạt soạt tiếp nối. Ôi trời, xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời giật mình, không tự chủ được ngừng lại, chạy ra ngoài. Quân mặt tà xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thầm nghĩ kỳ quái mình suýt chút nữa duy trì không nổi vậy mà cô nàng ngược lại như thế nào có thể kiên trì được chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng thâm tàn bất lộ thế nhưng trông thế nào cũng không giống mà hắn nào có biết với tư chất thông minh của đọc cô tiểu nghệ chỉ cần lần thứ hai đã nhớ kỹ toàn bộ loan đao bộ pháp về sau chỉ là cố ý phạm sai lầm mà thôi cho nên trong suốt cả quá trình đọc cô tiểu thư không cảm thấy mệt mỏi ngược lại lòng trang đầy hạnh phúc giống như là đang ở bên cạnh tình lang vậy. Nàng đã sớm đem chuyện chỉ dạy đào pháp biến thành một loại nếm trải hạnh phúc. Nếu như đã được nếm mùi hạnh phúc, vậy sao có thể mệt mỏi đây? Xem ra tâm tình bất đồng xác thực là sẽ ảnh hưởng đến thể lực nha. Quốc sư phí mộng thần của vũ đường đế quốc hôm nay tìm hiểu thiên hương quốc. Đại đội nhân mã trước mặt đã đến ngoại thành thiên hương rồi. Quân vô ý ngồi trên xe lăn đọc quan đẩy ra, Quân Vũ Ý nói, Cùng đi, còn có vũ đường đệ nhất danh Triệu Kiếm Hồn, bệ hạ đã phái đại hoàng tử tới đón hắn vào thành rồi. Nói đến Triệu Kiếm Hồn, ba chữ này trong mắt của quân Vũ Ý bắn ra tinh hoàng, ngữ khí của vẻ cổ quái. Ngoài ra, còn có quyền khí đệ nhất tông sư Thạch Trường Tiếu của Tứ Đế Quốc, cũng đem người tới tìm hiểu thiên hương, thật trùng hợp là ngày hôm nay đều tới. Bệ hạ cũng đã phái nhị hoàng tử tiến đến ngân đón. Về phần tam hoàng tử sẽ ở trong thành chuẩn bị diệt tiếp đón. Quân du ý thản nhiên nói, bệ hạ an bài cũng thật là khéo. Quân mạc tà khen ngờ một câu, hắn biết rõ bụng dạ của hai đoàn sứ giả này rất khó lường, cho nên hoàng đế mới phái ba vị hoàng tử long trọng đón tiếp. Tâm tư của hoàng đế quả thực thâm sâu khó lường. Cũng không ngoài việc bệ hạ lần đầu thử đau đây mà quân vô ý mỉm cười nói tiếp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau khi sự kiện này chấm dứt người thừa kế ngô vị hoàng tử nhất định sẽ được hé lộ quân mạc tà có phần khó hiểu hỏi vì sao thúc lại nói vậy thật ra cái loại ngoại giao có điểm di diệu này vô luận là suy nghĩ thấu đáo từng ly từng tí một cũng không thoát khỏi hai chữ quyền lực mỗi người đều áp dụng một thủ đoạn riêng của bản thân để mà đạt được mục đích giống như thái độ của ba vị hoàng tử sau này làm sao mà đối xử với các nước láng giềng vậy loại thái độ này đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thiên hương đế quốc ý nghĩa rất sâu xa cho nên mới nói chuyện này chính là một loại khảo thí đầu tiên đối với ba vị hoàng tử các bạn vừa nghe xong tập 28 cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt